Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 10 năm 2019 thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất nhiều mặt hàng kg đẹp đáng sưu tầm. Đó, sẽ có những ý dòng lan mà cho hoa vào dịp Tết cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt là hôm nay thì bên em có rất nhiều loại mặt hàng lan thuần chơi hoa Tết luôn đấy ạ. Đó, với cái giá rất là hữu nghị, rất là hợp lý để cô chú anh chị ai cũng có thể sưu tầm cho mình những cái giò lan đẹp nhất ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên, cái mặt hàng lan đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là dòng lan Trần Mộng Xuân, một trong những cái dòng lan được liệt vào top những cái dòng địa lan quý nhất, đáng sưu tầm nhất ạ. Một cái dòng lan mà hoa nở đúng vào dịp Tết, hoa cực kỳ là bền luôn, phải chơi được từ 2 tháng trở lên cô chú anh chị nhé. Hoa bông hoa rất là to, màu sắc cực đẹp. Nói đến Trần Mộng Xuân thì là một dòng lan quá là nổi tiếng rồi, em nghĩ là hiếm ai, rất là ít người nào mà không biết đến cái dòng lan Trần Mộng Xuân này. Một trong những dòng lan đẹp nổi tiếng gắn liền với lại giấc mộng vua Trần và gắn liền với cái Tết, gắn liền với cái Tết Nguyên Đán ạ. Và dòng lan này thì em bán với giá là 100.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Một trong những cái dòng lan thời điểm hiện tại thì còn khá là cách xa Tết, nên là nụ của nó đang bắt đầu mới nhú lên, là nó chưa có nhú cao, nên là khi mà qua đóng gói vận chuyển thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng đến phần nụ của nó cô chú anh chị nhé. Là đây là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái giò Trần Mộng Xuân để có thể chơi hoa Tết ạ. Và riêng với dòng này thì em thấy là cô chú anh chị chưa cần nói đến ngắm hoa thôi, mà chỉ cần nói đến chỉ cần ngắm lá không thôi, cô chú anh chị trồng một hai khóm ở trước sân thôi thì cũng đã làm cho khoảng sân của cô chú anh chị nó mướt lên hẳn rồi. Đó, đã làm cho cái không gian nhà mình xanh mướt mát rồi. Giá có 100.000 cho 1kg. Và em sẽ cân thử một cái khóm Trần Mộng Xuân này, rất là xinh, rất là yêu luôn, để xem là nó có khối lượng bao nhiêu nhá. Và riêng dòng Trần Mộng Xuân này em bán giá là 100.000 cho 1kg. Và tuy nhiên thì em sẽ bán từ 2kg trở lên cô chú anh chị nhá. Giả hành nó khá là lớn và theo em nghĩ thì nó phải từ 2kg mới được giò lan đẹp ạ. Đây ạ, cô chú anh chị xem này, cái khóm rất là xinh này có chưa đến 1,8 cân đâu ạ. Đó, với cái số tiền là chưa đến 200.000 thì cô chú anh chị đã có thể sở hữu cho mình một cái giò Trần Mộng Xuân rồi. Đó, nếu như cô chú anh chị mà có điều kiện lấy những cái giò đẹp to thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều luôn. Giá em xin nhắc lại là 100.000 cho 1kg Trần Mộng Xuân nhé. Rồi mặt hàng tiếp theo đây, cũng vừa cập bến, mặt hàng thường xuyên có bên nhà em ạ. Đẹp, cô chú anh chị nhìn xem cái lô dáng hương đuôi cáo quá là đẹp luôn. Đó, dòng dáng hương đuôi cáo ạ. Em bán với giá là 160.000 cho 1kg dòng dáng hương đuôi cáo, đã cắt tỉa và chọn lựa từng cây một. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy đây là những cây đã trưởng thành và cho vòi nụ rồi cô chú anh chị nhé. 1kg rơi vào khoảng tầm 10 đến 12, 13, 14 cây gì đó. Rất là đẹp. Giá em xin nhắc lại là 160.000 cho 1kg. Và đây cô chú anh chị nhìn này, hôm nay em về một cái lô kiều vàng quá là xanh, quá là đẹp như thế này. Trời ơi, phải nói là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Lô tiểu kiều vàng quá là mướt, không quá dài và không quá ngắn, hàng toàn là thân lá như thế này. Và em thấy là những cái hàng cây mà đẹp miên man như thế này, chắc chắn là mỗi một thân nó có thể cho 2-3 cái vòi bông, những cái chùm bông hoa ấy ạ. Dạ, quá là đẹp luôn. Em thấy là những cái mắt nụ của nó đang bắt đầu đã sưng ra rồi này cô chú anh chị này, quá là tuyệt vời. Dòng lan hàng rất là đẹp này, em bán với giá là 190.000 cho 1kg kiều vàng cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị có thể xem là cái hàng của nhà em thì khác hẳn với những cái hàng nơi khác nhé. Rất là đẹp. Đấy, rất nhiều xanh, rất nhiều thân lá, rất là đẹp như thế này. Quá là mướt luôn. Còn đây là hoàng thảo thập hoa. Thập hoa này em bán với giá là 130.000 cho 1kg. Và chỗ này là hỏa hoàng cam nhé. Hỏa hoàng cam đây ạ, những cái cây hỏa hoàng cam giá xếp rất là xinh, dòng hoa có màu cam lửa, em bán với giá là 280.000 cho 1kg. Cô chú anh chị chỉ cần sở hữu một nửa kg thôi đã có một giò lan rất là đẹp rồi. Và đây cô chú anh chị này, một trong những dòng lan mà được
Nhiều người chơi lan, một dòng lan thân thòng được rất là nhiều người chơi lan ưa thích. Đó chính là dòng lan hoàng thảo đơn cam nhé cô chú anh chị. Hoàng thảo đơn cam đây ạ, hàng hiện tại thì đã thắt hết ngọn rồi và cũng đang chuẩn bị đến mùa sưng mắt nụ rồi. Cô chú anh chị lấy cái thời điểm bây giờ ngắm hoa cực kỳ là trọn vẹn luôn đấy. Đấy, thân rất là căng, rất là mướt như thế này. Và hoàng thảo đơn cam này em bán với giá là 700.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Lô hàng hôm nay về thì nó có những cây rất là dài. Nói chung là lô hàng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Em bán từ 200g trở lên. Đó, rất là mướt, rất là đẹp như thế này. Dòng đơn cam thì hoa đẹp rất là nổi tiếng rồi. Đó, và ở đây thì cô chú anh chị chỉ cần lấy khoảng tầm 200g thôi thì cô chú anh chị đã có một cái giò lan đơn cam rất là đẹp rồi nhé. Đây em sẽ cân thử này, một cái phần đơn cam. Đây, cây khá là dài và dòng máy ấy, thì chỉ cần cây nó ngắn ngắn khoảng tầm một đốt ngón tay là nó cũng đã cho hoa rồi ạ. Đây em sẽ cân thử một cái phần như này, khá là nhiều này. Chỗ này rơi vào gần 300g nhưng mà được rất là nhiều luôn cô chú anh chị này. Và cây này khá là dài, chỗ này cô chú anh chị phải ghép được. Nếu như không phải ghép trụ mà ghép chậu thì phải được 1-2 chậu ạ. Rất là nhiều cô chú anh chị nhé. Em xin nhắc lại giá của nó là 700.000 cho 1 kg. Tại vì lô hàng này em về nhiều. Đây có những cây nó dài đến tận 30-40 cm cơ cô chú anh chị ạ. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng thảo nghệ tâm. Nghệ tâm thì em bán mỗi một bó như vậy với giá là 50.000 nhé. 50.000 cho một bó hoàng thảo nghệ tâm. Và riêng với một bó này thì cô chú anh chị đã có một giò lan rất là đẹp rồi ạ. Và ở đây hôm nay em về duy nhất hai bó hai bó vanda, vanda rừng hoa cực bền và rất là thơm. Mỗi một phần vanda như vậy em bán với giá là 60.000 cô chú anh chị nhé. Em có riêng duy nhất hai phần thôi này. Đó, mỗi một phần em bán 60.000 và một phần cô chú anh chị có thể ghép được một giò lan vanda rất là đẹp nhá. Và hàng này thì hoa cực bền và rất là thơm luôn đấy ạ. Rồi tiếp theo bên này sẽ là rất nhiều mặt hàng lan thuần mà hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Trước mặt cô chú anh chị đây là một cái dòng lan hiện tại đang hoa và màu sắc cực kỳ là yêu luôn cô chú anh chị này. Hôm nay nhà em có cái đứa cháu nhỏ học lớp 4 thôi, đến nhà cứ ôm cái chậu này không rời. Thực sự nhìn nó quá là yêu luôn. Dòng lan này thì hoa của nó độ bền có thể chơi được trên 2 tháng cô chú anh chị nhé. Dòng lan hoa thẻ bài ạ. Dòng này cô chú anh chị về trưng trên bàn làm việc hay là phòng khách hay là phòng ngủ đều rất là đáng yêu luôn ạ. Một chậu như vậy em bán với giá là 70.000 cô chú anh chị nhá. 70.000 ạ, nhìn thực sự là bên ngoài nó quá là xinh, quá là yêu luôn đấy ạ. Rồi còn bên này là dòng lan hồ điệp phát tài. Hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp phát tài. Dòng lan hàng tuyển chọn của bên em ạ. Mỗi một cây lan như vậy thì có ít nhất từ 2 cái vòi bông trở lên. Dòng lan này mang tính phong thủy, chính là cái sự tài lộc, sự an gia và sự thịnh vượng. Dòng lan này thì cô chú anh chị Tết đến mà có một giò lan hồ điệp lá biên hay là lá phát tài này để trưng thì thực sự là không có gì để nói là tuyệt vời hơn như thế. Đó. Ngoài cái vẻ đẹp của nó ra thì nó còn mang ý nghĩa phong thủy rất là hay. Còn bên này là dòng lan giả hạc châu như, một trong những cái dòng lan hồ điệp lá biên này thì em bán với giá là 120.000 nhá cô chú anh chị nhá. Còn đây là giả hạc châu như ạ. Giả hạc châu như thì ở đây mỗi một chậu giả hạc châu như vậy thì nó dài khoảng cao khoảng bút bi cô chú anh chị nhá. Dòng lan mà có mặt hoa rất là đẹp nổi tiếng từ bấy lâu nay đấy ạ. Em bán dòng này với giá của nó là 150.000 cho một cốc nhá cô chú anh chị. Với số tiền là 150.000 cho một cốc, 150.000 cô chú anh chị có thể sở hữu cho mình một cái dòng lan đẹp nổi tiếng ạ. Chuẩn cái mặt hoa của châu như. Dòng này là dòng châu như F2 cô chú anh chị nhé. Đó, cây rất là mập, khỏe và đẹp như thế này. Còn bên này cô chú anh chị có thể nhìn thấy đây em có cái lô đai châu đây ạ. Đai châu, dòng lan đai châu hay còn gọi là nghinh xuân hay là ngọc điểm. Dòng lan mà tất cả mọi người chơi lan đều không thể thiếu cho mình. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn thấy những cái chậu lan này thì chắc chắn là năm nay sẽ cho bói hoa Tết. Và một chậu như vậy thì nó cũng rơi từ 3 cặp lá rất là đẹp trở lên như thế này. Và cái chiều dài của lá là từ 20 cm nhé, khoảng tầm 20 cm cô chú anh chị nhé.
Đó, nói như vậy để cô chú anh chị tưởng tượng là cây này thì nó cũng khá là lớn rồi ạ. Không phải hàng cây giống nhỏ nữa nhé. Em bán một chậu như vậy với giá là 140.000. Cây thì rất là xanh tươi và không có lỗi. Đó, rất là đẹp luôn. 140.000 cho một chậu đai châu này nhé. Và dòng này thì mặt có rất là nhiều mặt hoa. Nói chung là cái mặt hoa nào, sở hữu cái mặt hoa nào đều cũng đều rất là xuất sắc và rất là đẹp nhé. Còn ở đây, riêng ở đây em có 3 cái cây đai châu này. 3 cây đai châu hàng chậu gỗ rất là đẹp như thế này. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Bản lá to bự, khoảng tầm 5-6 sen nhé. Một chậu đai châu như vậy thì em bán với giá là 400.000, 450.000 chứ. 450.000 cho một chậu đai châu như vậy nhé. Dòng này thì chắc chắn là đến Tết nó phải có hai cái vòi hoa. Và bên này đây thì hôm nay em về một cái lô hàng thuần quá đẹp luôn. Đó chính là những cái chậu sơn thủy tiên cô chú anh chị nhé. Sơn thủy tiên ạ. Một cái dòng lan và một cái vị thuốc rất là quý. Đó. Cái dòng lan này thì bên Trung Quốc người ta thường là trồng thành từng bãi để mà người ta lấy cái hoa để mà hãm để làm chè ấy ạ. Đó. Và cái nếu như xét về cái mặt hoa của nó thì cái nó rất là giá trị, những cái bông hoa của nó đấy ạ. Tuy nhiên thì mình hàng này mình chỉ chơi hoa thôi. Và một giò rất là đẹp như thế này, chú anh chị nhìn này, rất là đẹp luôn. Đó, trò giò này mà ra hoa thì thôi rồi ạ. Em bán với giá của nó là 300.000 cô chú anh chị nhé. Thực sự là giò nào giò đấy rất là đều và rất là đẹp. Đó, rất là mướt luôn. Giá, em xin nhắc lại giá của nó là 300.000 cho một chậu. Đấy. Với số tiền 300.000, cô chú anh chị sở hữu cho mình một cái giò lan đẹp như thế này. Chưa cần ngắm lá mà ngắm hoa, ngắm thân lạ thân không. Ngắm hoa mà ngắm thân không đã quá là mê rồi. Dòng này cô chú anh chị có thể mang đi để làm quà tặng cho anh em, tặng cho bạn bè. Đều rất là tuyệt vời. Và tiếp theo đây là em về cái lô đen đô xuân, cô chú anh chị nhá. Đen đô xuân hàng đại ạ. Dòng lan này thì hoa nó quá là tuyệt vời luôn. Nó gần giống như là đùi gà cô chú anh chị nhá. Bông hoa rất là to. Dòng này là hàng đại mà, cái thân của nó to hơn cả cái ngón tay cái của em. Nên là cô chú anh chị đừng so sánh với cái giá của hàng Dendro Mini nhá. Cái hàng này thì em bán một chậu như vậy với giá là 250.000. Thực sự cái lô hàng về quá là tuyệt vời. Số lượng hàng cũng không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Và em đã mặc dù em đã đặt khá là nhiều hàng và muốn đặt thêm, nhưng mà ở nhà vườn người ta cũng không còn rồi. Tại vì cái hàng này hiện tại là nó đang cháy hàng. Hàng hoa Tết mà ngắm thân lá không đã quá là tuyệt vời rồi. 250.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Tiếp theo đây là dòng lan Cát Lai A. Cát Lai A này thì mặt hoa của nó phải khi mà nó ra hoa ấy ạ, thì cái khuôn bông của nó phải lớn từ trên 10 cm trở lên. Và đây là mặt hoa của dòng lan cát này đây cô chú anh chị nhá. Đây là cái mặt hoa đã nở thực tế ạ, tại nở thực tế trong cái lô hàng mà em về. Nó rất là đẹp luôn, màu sắc tím hồng và cái lưỡi pha với cái lưỡi của nó màu cam lửa rất là đẹp như thế này. Quá là tuyệt vời luôn, cái bông cát ngắm bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Ngoài cái vẻ đẹp thì nó còn hương thơm rất là quyến rũ nhá. Đây. Ngoài những cái mặt hoa này thì nó còn có sổ thêm những cái mặt hoa khác nữa nhá. Đó, mỗi một chậu cát như thế này thì cô chú anh chị có thể được chơi hoa luôn, tại vì tất cả là nó đang mèo nụ rồi nhá. Tất cả là đang mèo nụ rồi. Em bán một chậu như vậy với giá là 200.000 và hàng này hàng thuần trong nước nên cô chú anh chị cứ yên tâm nhá. Hàng rất là tươi, rất là đẹp luôn, 200.000 cho một chậu. Và bên này là dòng lan Vũ Nữ Hoàng Hậu Xanh. Dòng lan mà có vòi hoa vươn khoảng cao khoảng tầm 1 m và cô chú anh chị có thể tạo thế tạo dáng theo cái ý thích của mình. Hoa thì cũng rất là bền và rất là thơm. Một chậu hoàng hậu xanh như vậy em bán với giá là 150.000 nhé cô chú anh chị, 150.000 ạ. Và ở đây thì em có những cái giò lan rất là xinh, đó chính là những cái giò lan Kim Điệp Xuân. Kim Điệp Xuân đấy ạ. Dòng lan này thì ở những nơi ấm áp thì chắc chắn là nó sẽ nở hoa vào dịp Tết. Và giả hành thì rất là căng, rất là mướt như thế này. Dòng lan này thì có màu vàng rực rỡ của cái sự ấm áp của nắng đấy ạ. Cô chú anh chị cùng xem chiêm ngưỡng cái giò hoa Kim Điệp Xuân nở đấy ạ. Ở bên ngoài màu của nó, màu vàng của nó còn sáng hơn rất là nhiều nhá. Và một giò Kim Điệp Xuân như thế này thì mỗi một thân hoa thì nó sẽ sổ ra những cái chùm hoa rất là đẹp. Với một giò như vậy thì đủ cho một mùa hoa rực rỡ luôn nhá. Và một giò như vậy em bán với giá là 230.000 cho một giò. 230.000 cho một giò của hàng hôm nay cô chú anh chị nhá. Đây ạ, 230.000 ạ. Một giò Kim Điệp Xuân như vậy.
Và ở đây thì em còn có những cái chậu hoàng phi hạc này, những cái chậu hoàng phi hạc thân rất là nổ, và mỗi một chậu như vậy từ 3 tay hoa trở lên em bán với giá là 350.000, 250.000 cô chú anh chị nhé, 250.000 cho một chậu hoàng phi hạc ạ. Và tiếp theo bên này sẽ là những cái giò lan hàng thuần này, và một số hình phi điệp tím và những cái hàng cáo lá xếp rất là xinh để giao lưu cùng cô chú anh chị. Em đã chia ra theo từng hình. Trước tiên là những cái hình phi điệp tím hàng bắc chuẩn rừng của vùng Cao Bằng. Và phi điệp tím của vùng Cao Bằng thì cô chú anh chị mà không sưu tầm thì cũng khá là đáng tiếc. Một trong những cái dòng lan mặt hoa được coi là những cái mặt hoa phi điệp đẹp vùng Cao Bằng ạ. Đây cô chú anh chị có thể cùng em ngắm. Đây là cái mặt hoa sổ tại vườn nhà em, phi điệp tím sổ tại vườn nhà em. Và tỷ lệ đột biến của dòng này thì khá là cao đấy cô chú anh chị ạ, ở vùng Cao Bằng ấy ạ. Hàng bắc chuẩn rừng để cô chú anh chị có thể về sổ ra những cái khuôn bông đẹp cho riêng mình nhá. Em xin được giới thiệu từ hình đầu tiên trở đi này, hình số 1 này. Hình số 1, một dề hàng hiện tại thì đã thắt ngọn và xuống lá để chờ hoa xuân rồi nhé cô chú anh chị. Dề số 1 này em bán với giá của nó là 300.000, cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa xuân nhé. Dề này chắc chắn cô chú anh chị được ngắm hoa xuân này. Hình tiếp theo, hình số 2, một dề nó dài khoảng tầm trên 40 cm, khoảng 50 cm nhé. Kèm theo nhiều thân già, thân rất là mập khỏe như vậy, hàng lá nhựa. Em bán 420.000. Hình số 3, một dề có hai mầm tơ. Một dề hai mầm tơ mập ú ụ rất là khỏe đẹp luôn. Mà dề này thì cái mầm gốc nó rất là đẹp nhé cô chú anh chị. Đấy, hàng này thì kèm theo rất nhiều thân già, với những cái thân già vẫn còn nhiều mầm gốc, thoải mái cô chú anh chị có thể về kích để cho mình, để sang năm mình có một cái giò lan cực là đẹp luôn, kèm theo rất nhiều thân già luôn cô chú anh chị này. Cái dề này em bán với giá hình số 2, một cái dề phi điệp tím hai mầm tơ kèm theo rất nhiều thân già. Cái hình này em bán với giá là 850.000, là hình số 3. Hình số 4 này, hình số 4 một dề có thân phải nói là đẹp, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hàng này chắc chắn là cái mặt hoa sẽ rất là đậm nhá. Thì dề này thì một mầm tơ dài khoảng tầm 55-60 cm gì đó, em bán với giá là 430.000. Hình tiếp theo, hình số 5, một mầm tơ dài khoảng tầm 30 cm, trên 30 cm, chơi hoa xuân luôn, em bán với giá là 300.000. Giá này quá là bèo luôn cô chú anh chị ạ. Với số tiền 300.000 cô chú anh chị đã sở hữu cho mình một cái giò lan rất là cao cấp rồi. Hình tiếp theo là hình số 6 với giá 430.000, một mầm tơ hàng lá nhựa kèm theo khá nhiều thân già. Đó. Dề này thì dài khoảng tầm 5-60 cm, em bán 430.000. Hình tiếp theo là hình số 7 với giá 350.000. Một mầm tơ dài trên 40 cm luôn. Đó, một mầm tơ dài trên 40 cm luôn. Cái mùa này thì mùa hanh nắng nên là nó thân nó hơi teo tóp cô chú anh chị, về chỉ cần ngâm và tưới nước là nó sẽ hồi trở lại nhá. Hình tiếp theo là hình số 8. Hai mầm quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hai mầm này dài trên 1 m, thân rất là mập và rất là khỏe luôn. Cái mầm gốc của nó này, hàng này giò này thì em dám khẳng định luôn là về sang xuân cô chú anh chị phải có 4 cái tay hoa. Đấy. Cái mầm gốc to nù và rất là đẹp như thế này, hàng dài trên 1 m cô chú anh chị nhá. Hai mầm tơ dài từ 1 m trở lên em bán với giá là 1.400.000 cho dề này. Rồi sang bên này là những cái giò lan thuần này, chầm rồng đỏ. Hôm nay em về một cái lô giá cực kỳ là mềm để giao lưu cùng cô chú anh chị. Chầm rồng đỏ số 9. Hình chầm rồng đỏ số 9 này dài trên 45 cm, em bán với giá hai mầm dài trên 45 cm, em bán với giá là 400.000. Và cô chú anh chị có thể tham khảo giá của riêng dòng chầm rồng đỏ này. Người ta bán một kiến thôi cũng đã rơi vào là 100.000 rồi, 100 trên 100 rồi cô chú anh chị ạ. Và tất cả những cái mầm gốc nhà vườn người ta đều cắt để mà nhân giống hết. Cô chú anh chị nhìn thấy là toàn bộ không có thân già nhá. Hàng này người ta cắt nhân giống hết bởi vì nó là dòng hoa giá trị. Cô chú anh chị sưu tầm bây giờ mình sẽ được ngắm hoa và đồng thời có thể nhân giống từ cái tay hoa sau khi mình ngắm ạ. Em bán hình này với giá của nó xin nhắc lại là 400.000. Như vậy là mỗi một thân mà cô chú anh chị có thể được ngắm hoa luôn, trưởng thành và được ngắm hoa Tết luôn. Với giá của nó quá là bèo, chỉ có 200.000 một thân thôi. Đó, rất là đẹp nhá. Bình thường những cái hàng như thế này thì người ta phải bán ít nhất là tầm 250 đến 300 cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo một giò rất là đẹp luôn, có 4 tay hoa, một giò chầm rồng 4 tay hoa nhé. Dài từ khoảng tầm 50 cm, khá là đều. Em bán với giá giò này là 800.000 ạ. 800.000 cho giò chầm rồng đỏ 4 thân. Hình tiếp theo là hình số 11, cũng 2 thân. Em bán với giá là 400.000 cô chú anh chị nhé, 400.000 cho giò 2 thân này. Hình tiếp theo là hình số 12, 2 mầm dài đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Em bán giò này với giá 420.000. Hình 13 này,
Hình 13 này có tất cả là 3 tay hoa đều tam tác luôn, khoảng tầm 50 cm cô chú anh chị nhá. Và thêm một thân ngắn nữa. Đó, tính thành 6 thân luôn đấy ạ. Em bán hình này với giá 600.000, quá là rẻ luôn đấy cô chú anh chị. Hình tiếp theo là hình số 14. Hình số 14 một mầm dài khoảng 60 cm, thêm một mầm khoảng 40 cm, thân rất là mập và khỏe. Em bán giò này với giá là 400.000. Hình tiếp theo hình 15. 3 tay hoa đẹp lắm luôn cô chú anh chị này. Trời ơi quá là đẹp luôn. Một tay hoa phải dài 70-80 cm, thêm hai tay này cũng trên 50 cm hết nhá. Cái giò này em bán với giá của nó là 620.000 cho giò này, quá là rẻ luôn. Cái giò này đến Tết không rơi dưới 900.000 đâu cô chú anh chị ạ. Thực sự giá này quá là bèo cho cô chú anh chị sưu tầm nhá. Tiếp theo là hình số 16 với giá cũng 600.000. Giò này thì có một tay hoa dài khoảng tầm 80 cm, có hai tay ngắn hơn cũng nhưng mà cũng trên 40 cm nhá. Giò này 600.000 cho ba tay hoa rất là đẹp luôn. Lá xếp tam tắp đẹp như thế này. Hàng này thì hoa rất là to và bền hoa của chú anh chị ạ. Khuôn bông hoa đẹp, một dòng trầm rất là nổi tiếng rồi. Hình tiếp theo hình 17 với giá 420.000 cho một giò trầm hai thân. Sang bên này là những cái dòng lan trầm trắng này. Và cô chú anh chị có thể cùng chị em chiêm ngưỡng những cái dòng lan trầm trắng để xem là nó cái vẻ đẹp của nó nhá. Mặt hoa của dòng lan trầm trắng đây ạ. Ngoài cái vẻ đẹp rất là thanh khiết này ra thì nó còn có hương thơm quá là, nói đến trầm thì nó là dòng đệ nhất hương rồi. Đó. Rất là đẹp như vậy nhá. Đây là dòng lan trầm trắng cho cô chú anh chị nào yêu thích cái sự trắng thanh khiết đấy ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Cái giò trầm trắng này em bán 3 thân, giò trầm trắng 3 thân. Em bán giò này với giá 450.000 cô chú anh chị nhá, 450.000. Bình thường trước đây những cái giò trầm như vậy em bán thường theo thân, mỗi một thân phải 200.000 cô chú anh chị ạ. Hai thân mỗi thân như vậy phải 200.000, nhưng mà em mua ở đây là cái lô nhà vườn người ta bán rất là rẻ nên là em cũng giao lưu cùng cô chú anh chị giá mềm lại. Cái hình tiếp theo rất là nhiều thân luôn nhưng mà thân không có dài quá 2 4 6 thân gì đó. Cái chậu này em bán với giá là 400.000, 400.000 cho giò số 19, giò trầm trắng 20. Trầm trắng 20 này có 3 thân, có tất cả là 4 thân ngắn dài nhá, 4 thân ngắn dài. Em bán giá của nó với giá 360.000. 360.000 rất là rẻ luôn. Ở đây em thấy là nó mất đi vài cái lá này, nó mất hơi mất thẩm mỹ một tí, nhưng mà hàng này thì nên là em bán rẻ thôi chứ. Nhưng mà hàng này thì cô chú anh chị đừng có quan tâm đến lá, tại vì nó sắp rụng hết lá ấy mà. Tiếp theo là hình số 21. 21 có 24 đầu ngọn, 5 đầu ngọn, 6 đầu ngọn luôn, tính ngắn dài 6 đầu ngọn luôn, với giá 440.000. Tiếp theo hình 22 này. 22 này đây là có một cái thân dài gần đến 1 mét rồi cô chú anh chị này. Thêm hai cái thân ngắn nữa. Tất cả là 3 thân, em bán 460.000 cô chú anh chị nhá. 460.000 cho giò này ạ. Hình 23. Hình 23 đây có 4 thân, 5 thân cô chú anh chị này. Tổng là 5 thân ngắn dài. Giò này em bán với giá là 450.000, quá là bèo luôn. Chưa đến một thân 100.000 cho những cái mặt hoa trầm trắng quá tuyệt vời như vậy. Hình tiếp theo là hình số 24 với giá 480.000. Giò này có tất cả là 4 tay hoa cô chú anh chị nhá. 4 tay hoa đều nù đẹp. Hình 25 giá 390.000. Có 3 tay hoa. Hình tiếp theo là hình số 26 có 2 4 5 tay hoa đều nhá. Hiện tại đang chuẩn bị đi vào thắt ngọn rụng rụng lá, thắt ngọn rụng lá rồi. Em bán giò này với giá là 450.000. Hình tiếp theo là hình số 27 với giá là 400.000. 400.000 cô chú anh chị này, 3 thân rất là mập khỏe. Sang bên này sẽ là những cái giò lan Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố, một trong những cái dòng lan mà có mặt hoa vô cùng là đẹp luôn. Đây cô chú anh chị cùng xem cái mặt hoa của Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố này, hoa cực sai luôn và màu sắc ở bên ngoài thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Một trong những cái dòng lan mà ở đây mang cái giá trị kinh tế khá là cao và người ta bán ki thì mỗi một ki cũng đã trên 20.000 rồi. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Tuy nhiên ở đây em bán giao lưu cùng cô chú anh chị những cái giò lan thành phẩm với cái giá rất là mềm và hàng này nhân ki nên là sẽ chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị nhé. Cái hình gì đây nhỉ? Cái hình số 28 em bán 420.000. 420.000 dài, rất là dài, rất là to mập, thân dài mập đều đẹp nhé. 420.000 cho giò này. Đấy, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Quá đẹp. Hình tiếp theo là hình số 29 với giá cũng 420.000. Quá là tuyệt vời. Hình số 20 với giá 400.000. 400.000. 21 với giá 400.000. Đây 21 với giá 400.000.
21 với giá 400.000, 22 với giá 340.000. Nói chung cái giò này cũng khá là nhiều thân và mập khỏe, nhưng mà thân nó hơi cong queo nên là em bán rẻ hơn một chút xíu nhé cô chú anh chị. 340.000 được giò lan rất là đẹp như vậy này. Tiếp theo đây là hình số 33. 33 với giá là 380.000. 34 rất là xung xuê đây ạ. Rất là xung xuê cô chú anh chị, nhìn như vậy thôi nó thắt hết ngọn rồi, chuẩn bị rụng lá và hàng này thì sẽ cho hoa vào Tết đấy ạ. Dạ, cô chú anh chị nhìn này, đầu ngọn thắt hết, tròn hết đầu như thế này rồi. Hình tiếp theo, hình số 35 với giá 420.000. Hình số 36 rất là dài luôn và mập luôn cô chú anh chị này. Giò này em bán 400.000. Hình 37 với giá 420.000. Rất là nhiều thân, rất là đẹp. Sang bên này là những cái giò long tu xuân. Một cái dòng lan theo em thì nhìn khuôn bông hoa thì phải nói là cực kỳ là sai luôn. Vẻ đẹp rất là sang trọng, quyến rũ. Hình tiếp theo, hình số 38 với giá 260.000 thôi. Đó, long tu xuân 28 với giá 260.000, quá là bèo luôn. Hình tiếp theo 39 với giá 270. Hình 40, long tu xuân 40 với giá 280. Long tu xuân 41 với giá 260. Long tu xuân 42 rất là xôm xuê, đẹp tươi roi rói như này với giá 320. Long tu xuân 43 với giá 300. Đẹp lắm chú anh chị ạ. Long tu xuân 44. Long tu 44 đây với giá là 300.000. Trời ơi, 300.000 giò quá là đẹp luôn. Long tu 45 quá là xôm xuê, quá là đẹp. Em bán 360.000 cho dòng này, quá là đẹp luôn. Thân nù rất là đẹp. Long tu xuân 46 này, cô chú anh chị nhìn này, cái thân quá là, trời ơi, quá là to, quá là mê luôn. Ít thân nhưng mà thân nào thân đấy phải nói là cực kỳ là khủng bố. Hàng này mà cắt cả thân già nhổ hết ra mà so ra hàng cân thì có khi nó còn rẻ hơn cả hàng cân luôn cô chú anh chị ạ. Với giá mà em bán đây này, giò này em bán với giá 360.000 cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo một giò quá là xôm xuê đấy ạ. Thôi quá là xôm xuê luôn. Cái giò này em cũng bán với giá là 360.000, là hình 47 nhá. 47 360.000 ạ. Sang đây là những cái phần dáng hương đuôi cáo này. Hình đuôi cáo số 48, những cây lá xếp rất là xinh, hàng cáo cây rất là đẹp. Xếp V đẹp như thế này, có 1 2 3 4 5 6 7 2 3 7 đầu ngọn xếp đẹp như thế này nhé, xếp V ạ. Những cái hàng này thì rất là hiếm luôn cô chú anh chị này. Cái hình này em bán với giá là không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Hình này em bán với giá đúng 300.000 cô chú anh chị nhé. Xếp rụt, xếp V rất là đẹp. Hình tiếp theo, hình tiếp theo là hình số 49 với giá 280.000. Cũng là hàng xếp V. 1, 2 đây ạ. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 6 đầu ngọn, 7 đầu ngọn, 280.000 cho chỗ này. Hình số 50. Hình 50 em bán với giá là 300.000 này. 300.000 cho hình 50 nhá. Đây cô chú anh chị nhìn cho em. Đấy, những cây xếp này cô chú anh chị nhìn này. Rất là khó kiếm luôn, 300.000 thì quá là bèo luôn cô chú anh chị ạ. Bản lá to bự luôn, có một cây này. Rất là giá trị. Hình tiếp theo là hình số 51 với giá 180 nhá. 180 cho hình này. Đó. Hình 42 cũng với giá là 52 với giá cũng là 180 này. Đó, có những cây xếp V nhá, có cây xếp lưng ạ. 1 2 này. 2 3 4 5 em bán 180.000. Phần dáng hương đuôi cáo số bao nhiêu nhỉ? 53 180, những cây rất là to và rất là đẹp. 59 là một dề. 54 là một dề. Hình đây là hình 53 đây. 180 này, 54 là nguyên một dề là xếp V đấy ạ. Nhưng mà cái rề này thì nó cũng có bị con sâu gì đó cắn cắn rồi. Nhưng mà nó mọc lên những cái cây con mới rồi, nhưng mà nhìn rất là đẹp luôn. Cái rề này em bán với giá là 200.000 cô chú anh chị nhá. Rề trung gốc ạ, nguyên trung gốc đấy ạ. Đó, nhìn cái rề này em bán với giá 200.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 55. Đây có em có hai khóm rề. Đó, em bán hình này với giá 180.000. Đó. Hai rề như vậy 180 nhá. Giờ em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hiện tại bên em đang có ạ. Và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình. Cô chú anh chị cùng xem lại cái mặt hàng bên em.
dòng hoa thẻ bài quá là yêu luôn này. Đó, những cái loại mặt hàng lan thuần Trần Mộng Xuân. Một cái dòng lan Trần Mộng đẹp, hoa đẹp gắn liền với một cái dòng lan đẹp đáng sưu tầm này. Rồi rất là nhiều dòng hàng lan thuần này. Đó. Những cái giò gì đây nhỉ? Sơn thủy tiên quá đẹp, kim điệp xuân này, lô kiều vàng quá là tuyệt vời luôn đây ạ. Đó. Giáng hương đuôi cáo này. Rồi là cái gì đây nhỉ? Đơn cam quá đẹp luôn. Rồi đai châu này.